Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại. Có như Khải anh em ơi, ngày hôm nay là 4 trận đấu liên đấu cuối cùng. Và Khải muốn quay lại 4 trận đấu cuối cùng cho anh em xem. Hiện tại đang top 2 nha mọi người. Cố gắng 4 trận trưa nay nếu không có người như thế nào nữa thì cố gắng sẽ giữ top 1 nha. Rồi, ok anh em, và chúng ta cùng trận đấu. Còn 1 phút nữa anh em ơi. Rồi, chuẩn bị trận đấu. 5 giây. Ok. Rồi, rất thằng bé nha. Rồi nào đây. Hai đường 1 thứ 5 ạ. Rồi rồi. Hai đường 1 thứ 5 ok. Tập 6 này không hiểu đánh cái gì không hiểu. Chỉ còn lấy điểm anh ơi. Cầu cầu kéo nó điểm lên cầu lon á. Đó. Em thấy cái mình chạy cầu đàm nhưng nó quấn đầu đường 1 nhấp hồn sấy em như thiệt. Thứ 5 chém em nữa. Cuốn đại thành 120 anh ơi. S7 nó có mà. Rồi em nhồi máu nè. Chạy đi. Thì ưu tiên cái cuốn là thành 120 trong game trước. Nào má, vừa xong anh Tùng chắc là bị ngủ á, anh Tùng bị ngủ bật cái chuông giao dịch, bật cái giao dịch lên. Nãy vô liên đấu là anh treo ạc lâu quá là bị ngủ là nó không có hiệu ứng cho anh em khác đâu. Bật cái giao dịch lên đúng rồi. Do này đứng trong liên đấu quá lâu anh Tùng là anh sẽ không thấy ai hết thì cái dòng của anh không hỗ trợ ai hết. Đây chừng cái thở bừng dịch nhá, sáng đừng gặp lắp TV. Rồi. Đánh chuyện này giữa. Rồi ok. Trận này đánh nhanh quá. Còn một trận cuối cùng thôi. Đừng có thua, đừng có thắng mà trừ 320 giây nữa ton. Rồi ok. Đồ giờ nãy ra thắng tạo từ 400 giây á. Lần đầu là B52, lần sau là B50. Độ dù lên vậy nè. Đâu nó tính vận, nó tính vận 6 phút thôi phi trần, 6 phút hoạt động thôi phi trần. Đâu, bữa là B52, bữa để ý mà nó cần dây thì hổ nó dưới á. Bây giờ nó cộng 36. Bây giờ là mình thắng một trận đó là nó cộng thêm 460 điểm nè. Là cộng lên nó là thành 1.000 mới luôn á. Kỳ 9 luôn á. Đó, điểm tích lũy chiến đội nè. Bây giờ này mình... Rồi, còn 1 phút. Vô. Chưa hơi ít quá, sợ thắng kiểu quá. Trừ 320 giây quá. Chưa biết người đi. Như mai mốt thì mới nạp được top 3 đúng không anh? Đúng rồi. Hoặc là quê phía 12 giờ đêm nay á. Thì để em nạp được không ta? Dạ. Chắc cái tầm đó. Chứ để như đợt trước nữa. Rồi, 10 giây. Vô. Ở đây. Mong là gặp người nào. Gặp người nào. Trận cuối cùng rồi. Ok. Ê, ok, hay quá. Tụi bè hậu cho lâu giờ cũng cách mới 11 thôi. Ok đây, tuyệt đối. Châu. Ok, quá tuyệt đối. Top 1. Tính ra nếu mà mình không bị trừ 640 giây là mình chỉ đánh khoảng tầm 800 giây hơn thôi. 48 trận tương đối. Rồi ok. Rồi chuẩn bị hoạt động thôi. Ok anh em, và cảm ơn anh em đã theo dõi video, và ngày hôm nay thực sự là đã lên top 1 nha anh em ơi. Và bây giờ thì cái hướng tiếp theo của anh em mình thì sẽ tiếp tục lập một đội tiếp theo. Đó làm gì? Để bắt cái đội đang hạng 7 này. Đó, không cho nó lên. Cũng như là không cho cái team này lên. Thì ban mình thì cái đội của mình của anh Tùng sẽ cơ hội top 1 cao hơn. Đó, cái chiến thuật mới là như vậy. Nên là cái tầm này bằng anh em mình đi chỉ tầm khoảng một tuần là xong rồi nè. Tuần là xong rồi. Thì bây giờ thì tiếp tục lập một đội tiếp theo. Sẽ cố gắng bắt cái đội kia. Đó là sẽ cố gắng, nếu bắt được thì thành công. Còn không được thì chắc chắn sẽ rất tốt. Đó là mây hên xui anh em à. Tại vì sắp vào đến đó quá. Hên xui đó nè. Khi gặp, có khi đánh cả mùa không gặp được đội luôn nè. Không gặp một đội luôn á. Tại vì nhiều khi nó khó chỗ đó. Rồi. Đó, hiện tại chỉ một đội này thôi của đội Minh Việt Nam thôi. Kỹ sư độc rồi. Rồi tiếng đó là chỉ đại với lại Enemy Florida. Đó. Chỉ có một đội đó là mình đang cạnh tranh với đội đó thôi. Còn lại tất cả là mấy đội sâu chưa thể đi. Một số cầu thủ biết cũng chưa thể đi. Chắc là có thể sẽ đi và gặp với đội sâu. Rồi. Ok anh em, và cảm ơn em đã theo dõi video, và đừng quên ở lại cho video Khải cái mùa liên đấu này một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Chung là đa số gặp những cao thủ VIP thì cũng được 5 đến 6 trận có trận thắng và có một trận thua. Còn lại đa số những gặp những đội trung bình cũng như là những đội chỉ treo vào và lấy kinh nghiệm thôi. Rồi. Anh em xem video đừng quên ở lại cho mùa này một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và tiếp tục Khải sẽ lên một video bắt tiếp theo, đỡ đi cái đội thứ hai nha mọi người, sẽ đi đội thứ hai và sẽ đồ sẽ chuyển qua và đỡ tiếp tục đánh đội thứ hai nha. Cảm ơn em theo dõi rất nhiều.